Diệp Hạo, Lạc Bạch, Tân Hải, tất cả các người, sau này cứ yên tâm tu luyện. Tài nguyên cứ tùy ý luyện hóa, cố gắng sớm ngày đột phá đến thái cổ của ma cảnh. Vâng, chủ nhân, có đủ tài nguyên tu luyện. Mấy ngày tiếp theo, Vương Tân Hải và những người khác lần lượt đột phá đến ma đế cảnh viên mãn. Mà Lăng Thiên, mà Bân Thắng cũng đột phá đến ma đế cảnh. Xem ra muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, phải tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Luồng khí này, chẳng lẽ Diệp đại ca sắp đột phá? Uy lực của lôi kiếp này mạnh như vậy, 89 phần là Diệp lão đại đang đột phá. Quá tốt rồi, khiến ma giáo chúng ta cuối cùng cũng có một cường giả thái cổ của ma cảnh. Không hay rồi, người của Long Hồ Đường đánh tới. Sao, nhanh như vậy đã đánh tới? Diệp đại ca vẫn đang đột phá. Nếu bây giờ bị quấy rầy, hậu quả sẽ rất khó lường. Lũ chó chết tiệt này, ta đã sớm nhìn chúng không vừa mắt rồi. Tới là vừa, giết sạch chúng. Sợ chúng làm gì? Cho dù ta đưa đầu ra, chúng cũng không dám động vào ta. Nhiệm vụ mới đã được tạo ra. Xin túc chủ tiêu diệt tất cả kẻ địch của Long Hồ Đường. Thưởng 10 vạn điểm giết chóc. Thưởng thêm 9 viên ma đế đan. 1 viên của ma đan, nâng cấp càn tương mạc tà lên thượng phẩm đạo khí. Phiên bản nâng cấp huyết hà đại trận. Tuyệt đối không thể để người của Long Hồ Đường quấy rầy Diệp Hạo đột phá. Tất cả nghe lệnh, cùng bổn tôn nghênh chiến. Giết sạch đám chó đẻ này, để chúng thấy được thực lực của thiên ma giáo chúng ta. Cuối cùng cũng để ta tìm được các người. Bên ngoài thiên ma giáo có mấy chục bóng người, người dẫn đầu chính là Đỗ Thần. Nửa tháng nay, hắn gần như đã tìm kiếm khắp Thiên Kiếm Sơn Mạch. Ông trời không phụ lòng người, với nỗ lực không ngừng của Đỗ Thần cùng những người khác, hắn cuối cùng cũng tìm được vị trí mới nhất của Thanh Vân Trại, cũng chính là thiên ma giáo bây giờ. Đây là lôi kiếp. Cường độ lôi kiếp này, chẳng lẽ là đột phá thái cổ của ma cảnh? Tuyệt đối không thể để hắn đột phá thành công. Tất cả nghe lệnh, theo bổn đường chủ. Là ngươi, tiểu tử. Ngươi giết hộ pháp Long Hồ Đường ta, cướp mạch linh khí của Long Hồ Đường ta, cướp đoạt thành trì phụ thuộc Long Hồ Đường ta. Tất cả những thứ này, ngươi đều phải trả lại gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần. Lão gia, có chúng ta ở đây. Ngươi đừng hòng động vào chủ nhân. Chủ nhân, hắn lại trở thành chủ nhân của các ngươi. Tiểu tử ngươi thật sự là quỷ dị. Đến Trung Châu mới được mấy tháng, lại thu phục được toàn bộ Thanh Vân Trại. Tất cả những chuyện này đều là do Long Hồ Đường các người tự chuốc lấy. Ngày xưa là Cao Ngôn kia ra tay với bạn bè và người thân của ta trước, âm mưu giết người cướp quả, còn ngươi lại treo thưởng cáo ngất ngường để lấy đầu ta. Nếu như vậy mà còn không dạy cho Long Hồ Đường các ngươi một bài học, vậy thì thiên ma giáo ta cũng không cần phải lăn lộn ở Trung Châu. Nhưng không thể không nói, 35 mạch linh khí của Long Hồ Đường các ngươi thật sự rất ngon. Hơn nữa, những thành trì phụ thuộc của các ngươi cũng nộp cho chúng ta không ít linh thạch và linh tinh. Ta thấy bọn họ nộp cho chúng ta còn tích cực hơn nộp cho các ngươi. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bổn đường chủ nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết, chết cũng không yên. Ngươi lại có thể đỡ được? Tên già này giao cho ta và Tiểu Chu, Lạc Bạch, Triệu Bằng Xương giao cho ngươi. Những người khác đối phó với những người còn lại, nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Giết! Sức mạnh của ngươi sao lại đáng sợ như vậy? Không ngờ đám ma tù các ngươi đều có thiên phú tốt như vậy. Hôm nay càng không thể tha cho các ngươi. Tiểu tử, thiên phú và thực lực của ngươi quá kinh diễm. Bổn đường chủ không thể tha cho ngươi, chết đi. Lão gia, đừng hòng động vào chủ nhân nhà ta. Tiểu hắc tử, ta sẽ cùng ngươi. Hỏa diễm phát tắc, vạn diễm phần thiên. Đám người các ngươi thật sự không sợ chết? Tên nhóc này rốt cuộc cho các ngươi lợi ích gì, lại khiến các ngươi trung thành như vậy? Các ngươi lùi xuống hết đi. Lão già, ngươi tự tin có thể giết ta sao? Nếu ngươi trưởng thành, bổn đường chủ của thật không làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại ngươi, trong mắt bổn đường chủ chỉ là một con kiến hôi, chết đi.
Lão già, ngươi sẽ hối hận vì điều này. Cố Trường Ca vẻ mặt kiên định, hiện tại Diệp Hạo vẫn chưa đột phá xong, mà Đỗ Thần lại ép sát. Bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng lá bài cuối cùng, một khi tế ra thần ma tháp, Đỗ Thần chắc chắn sẽ chết. Hối hận, với thực lực hiện tại của ngươi, vẫn chưa đủ để lay chuyển bốn đường chủ. Tiểu tử, có thể khiến bổn đường chủ dốc toàn lực, ngươi cũng đủ tự hào rồi, kiếp sau nhớ kỹ. Có vài người là người vĩnh viễn không thể trêu chọc. Lão già, ta muốn ngươi chết. Sao lại thế này, sắp đột phá rồi sao? Cuối cùng cũng sắp thành công. Thấy Diệp Hạo sắp đột phá xong, Cố Trường Ca liền từ bỏ việc triệu hồi thần ma tháp. Dù sao, một khi thần ma tháp được triệu hồi hoàn toàn, sợ là sẽ có tai họa lớn hơn giáng xuống. Ai cho ngươi lá gan, dám đụng vào chủ nhân ta, không thể tha thứ.